quan điểm của sư về phân biệt giới tính trong tam tạng. Ví dụ trong tạng luật có điểm tu nữ tu cả trăm tuổi vẫn phải tôn kính một tỳ kheo nam mới xuất gia được một ngày. Tam tạng theo con tìm hiểu, sau khi truyền miệng khoảng 400 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn mới được tổng hợp lại. Như vậy có những yếu tố ảnh hưởng đến sự chính xác của các nội dung như sự truyền miệng sai, quyền lực của từng lớp thống trị lưu hành, quyền lợi của các trưởng lão hoặc ảnh hưởng xã hội Ấn Độ không? Con thấy có người lý giải đó là nghiệp của phụ nữ nhưng con không đồng ý quan điểm này. Nếu nói nghiệp, tại sao Đức Phật lại đứng lên phản đối xã hội phân biệt giai cấp ở Ấn Độ thời đó, trong khi Bà La Môn coi từng lớp Dalit như vậy là nghiệp? Con là giới nam nhưng con thấy bất công nên hỏi. Thứ nhất là nếu quý vị hỏi thì tu nữ cả trăm tuổi vẫn phải tôn kính một tỷ kheo nam mới xuất gia một ngày. Không phải tu nữ cả trăm tuổi tôn kính tỳ kheo nam, mà dù một vị sa di nam thì một vị tu nữ 100 tuổi vẫn phải tôn kính. Đó là sự khác biệt về giới. Xin thưa, tu nữ giữ có 8 giới à? Sư biết là tại sao quý vị nói cái chuyện mà truyền miệng mà sai. Tại vì ngay cả bản thân mình tìm hiểu mình còn gặp vấn đề mà. Tức là ở trong luật á, là tỷ kheo ni 100 hạ vẫn phải đảnh lễ một vị tỷ kheo tăng dù chỉ xuất gia một ngày. Cái nguyên gốc như vậy mà mình còn lệch được tới như thế thì đúng là cái kiểu suy nghĩ của quý vị như thế là đúng rồi. Tại vì mình gọi là suy bụng ra bụng người. Xin thưa, sư nhớ là nó có một cái ví dụ cũng khá là hay ở trong cái câu chuyện Phật giáo. Tức là một cái con rắn thì khi nó bò như vậy thì cái đuôi của nó mới ý kiến, nó là từ xưa tới nay toàn là mi dẫn đầu không à, bây giờ phải để cho ta dẫn đầu chứ. Thì cái đầu con rắn nó đồng ý. Thì khi mà cái đuôi bắt đầu dẫn đầu á, thì do nó không có thấy đường cho nên nó bò đâm vô bụi rồi đâm vô phân rồi vân vân. Thì con cái đầu mới nói thôi bây giờ mi không thấy đường để ta dẫn đầu cho. Cái đuôi nó không, mi dẫn đầu bao lâu rồi bây giờ phải để ta dẫn đầu. Và cái đuôi nó dẫn con rắn rớt xuống cái hố lửa và thế là con rắn nó chết. Cũng tương tự như vậy, Đức Thế Tôn ngài là bậc chánh đẳng giác, giới luật mà ngài đặt ra ngài đã thấy rõ chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, điều gì sẽ xảy ra và ngài lường trước. Giống như cái này là ở trong luật ngài nói, giống như cái bờ đê được tạo ra là để ngăn không cho nước nó tràn, nó gây hại. Cũng vậy, giới luật bát kính pháp mà Đức Thế Tôn đặt ra đó là nhằm ngăn cho sự tai hại trong giáo pháp về sau. Cho tới chừng nào mà còn bát kính pháp thì cho tới chừng đó còn chưa gây hại. Khi bát kính pháp bị bỏ đi thì nó bị gây hại. Ở trong giáo pháp, nói chung là nói rất là nhiều, nhưng đại loại Đức Thế Tôn thấy rõ cái nạn của việc là để người phụ nữ xuất gia mà không có sự quản thúc bằng bát kính pháp. Cho nên nếu như mà quý vị cảm thấy mình giỏi hơn Đức Thế Tôn thì nên lập ra tôn giáo riêng. Còn việc mà quý vị nói là có bị ảnh hưởng hay không thì cái chuyện ảnh hưởng á,
là do Trung Hoa thì họ làm được điều đó. Khi Phật giáo truyền qua Trung Hoa thì chính cái hệ tư tưởng những người ở Trung Hoa họ đã làm cho Phật giáo bị biến đổi rất là nhiều. Ví dụ như vào thời Lương Võ Đế thì ông không muốn, ông không thích các vị tu sĩ mà vẫn ăn thịt cá. Cho nên ông ra sắc lệnh là tu sĩ Phật giáo ăn thịt cá là bị chém đầu. Từ đó các tu sĩ Phật giáo buộc không được ăn thịt cá và phải viết những bài kinh để ca ngợi, để tán tụng cái việc là không ăn thịt cá. Và nó ảnh hưởng, nó di hại cho tới bây giờ. Hay là tới thời bà Võ Tắc Thiên, bà thấy là cái việc mà tu sĩ đắp y mà hở một bên vai như vậy không có đẹp, không có lịch sự như trong mắt bà. Cho nên bà làm một chuyện động trời là bà đem cái y phục của quan triều đình, bà bắt là chư tăng phải thay hết. Thì khi chúng ta xem lịch sử của Trung Hoa cho tới bây giờ thì chúng ta giống như là suy bụng ta ra bụng người, và chúng ta nghĩ là chắc ở bên Trung Hoa như vậy thì các vị ở Nam truyền thì cũng vậy. Thực tế không phải. Do hệ thống tư tưởng, cái cách anh suy nghĩ nó sẽ dẫn tới cái đường lối anh vận hành. Một khi anh đã có cái khuynh hướng thay đổi thì có rất nhiều thứ nó sẽ khiến anh thay đổi. Còn khi anh, cái khuynh hướng anh là giữ vững truyền thống thì rất khó để anh thay đổi. Thành ra đó quý vị sẽ thấy, để ý một chuyện là đa phần á, những vị mà tu bên Nam Thông nói nó hơi kỳ, là đa phần là bảo thủ. Nói thật là anh phải yêu cái cũ, cái tư tưởng anh phải yêu cái cũ à, thì anh mới đi nổi cái Nam Tông này. Còn tư tưởng anh không có là anh chịu không nổi cái giáo lý này. Còn về tính chính xác á, thì nó là nói thì có sách mà mách thì phải có chứng. Mình nói rằng á là hệ thống giáo lý đã bị ảnh hưởng bởi các tầng lớp chính trị, bởi những cái giai cấp thì phải đưa ra bằng chứng. Đúng không? Chúng ta nói chuyện là nếu không bỏ cảm tính qua một bên, chúng ta nói chuyện phải nói chuyện dựa trên bằng chứng. Anh nói như vậy thì bằng chứng ở đâu? Các di chỉ khảo cổ, đặc biệt là các di chỉ ở động Đôn Hoàng đã làm cho các nhà khoa học á, các nhà khảo cổ chứng minh được một việc là các bộ kinh Trung Hoa, những bộ kinh nào đã bị viết thêm và quá trình thêm thắt nó là như thế nào. Điều này không còn là bí mật, chỉ có người Việt mình không chịu Google tìm hiểu thì mới nghĩ, mới không biết điều đó thôi. Rất nhiều những bài kinh giả mạo đã được phát hiện và chỉ rõ từ rất lâu rồi. Và hệ thống Tam Tạng Pali á, các nhà khoa học vẫn nghiên cứu một cách thấu đáo bằng các bằng chứng khoa học và xác nhận rằng đây là nguồn tài liệu gần sát nhất thời kỳ của Đức Phật, tức là tài liệu cổ xưa nhất, gần sát nhất. Nếu như có một tài liệu nào chính xác nhất thì đây là Tam Tạng Pali. Không có một cái nguồn tài liệu nào chính xác hơn được nữa ghi chép lại lời dạy của Đức Phật. Đây là quá trình nghiên cứu từ bao lâu nay rồi, vốn dĩ nó không còn là bí mật nữa. Mà do một vài nguyên nhân cho nên là người Việt mình không có được tiếp thu những cái đó.
mà ai dám nói lên thì người đó có chuyện. Cho nên á, chúng ta có thể có được niềm tin vào Tam Tạng Pali về độ chính xác của nó bởi vì đã có bằng chứng khảo cổ đảm bảo điều đó. Cho nên quý vị cứ yên tâm mà tu tập theo. Đó là sư nói về bằng chứng. Còn nếu như mình nói là nó có cái gì đó thay đổi thì phải đưa ra được bằng chứng, hiểu không? Chứ mình không thể nào mình nói khơi khơi được. Anh không đưa ra được bằng chứng, thời buổi này anh không đưa ra được bằng chứng là người ta nói anh phỉ báng. Rồi một câu hỏi mình mất thời gian lâu quá cũng không nên hết. Nó tóm lại là mình nói thì phải đưa ra được bằng chứng, tức là mình nói có sự thay đổi là phải đưa ra được bằng chứng, bài kinh nào cụ thể, việc nào thay đổi, bằng chứng của sự thay đổi đó là cái gì. Còn nếu không thì coi chừng là mình phỉ báng ha.